Sau 3 năm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024, trong các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh có 450 cá nhân tập thể tiêu biểu về học tập và làm theo bác ở các lĩnh vực. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Con Tôm xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên gắn với triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ, để đưa việc học tập và làm theo bác đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, các cấp hội đề ra nhiều giải pháp, trong đó thực hiện quán tri các chuyên đề, toàn khóa, chuyên đề của tỉnh về học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề cao tính nêu gương trong đội ngũ cán bộ hội, đồng thời cụ thể hóa việc học bác qua việc triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ con Tum tự tin, tự trọng, sáng tạo, khát vọng, vươn lên, phát triển toàn diện phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các mô hình học bác tiêu biểu như nhà nhà treo ảnh bác, đường làng nhà tô xanh sạch đẹp, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu được duy trì phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2021-2024, trên địa bàn tỉnh có 61 tập thể tiêu biểu, 389 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực được các cấp hội, các ngành đơn vị biểu dương khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh